Đại hội toàn quốc Đảng Dân Chủ hiện đang là đề tài nóng được đông đảo dư luận quan tâm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Và đây cũng được coi là dịp mà Đảng Dân Chủ củng cố đoàn kết trong nội bộ đảng và dành trọn sự ủng hộ cho bà Kamala Harris và đối tác tranh cử, Thượng nghị sĩ Tim Walz, trong cuộc chạy đua khốc liệt này. Trước Đại hội Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris đã nhận được 99% số phiếu bầu cử từ các đại biểu trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ. Với chiến thắng áp đảo gần như tuyệt đối, bà Harris đã chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Là người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên được một chính đảng lớn ở Mỹ đề cử trong lịch sử. Đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra trong 4 ngày ở thành phố Chicago với chủ đề bao trùm là vì người dân, vì tương lai chúng ta, với sự tham dự của 5-7.000 đại biểu và đại biểu dự khuyết trên khắp nước Mỹ. Ngày thứ nhất của đại hội đã thể hiện sự tương phản giữa chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump khi đặt cá nhân lên trước, trong khi Đảng Dân Chủ lại đang đấu tranh cho người dân Mỹ. Một loạt các nhân vật chủ chốt của Đảng Dân Chủ đã tham dự và phát biểu trong ngày đầu tiên của sự kiện, trong đó đáng chú ý nhất là Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Biden đã nêu bật các thành tựu mà ông cùng Phó Tổng thống Kamala Harris đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ trích các chính sách và phát ngôn của ông Donald Trump, đồng thời gọi ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Tổng thống Biden cũng ca ngợi bà Harris và đối tác tranh cử, Thượng nghị sĩ Tim Walz, và cho rằng liên danh này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho tương lai nước Mỹ. Tổng thống Biden nói, "Chúng tôi cần các bạn đi bỏ phiếu trong năm 2024. Chúng tôi cần các bạn giúp giữ lại Thượng viện và giành lại Hạ viện. Và hơn hết, chúng tôi cần các bạn để đánh bại ông Donald Trump và bầu bà Kamala Harris và ông Tim Walz làm Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Họ sẽ tiếp tục đưa nước Mỹ tiến lên phía trước, tạo ra nhiều việc làm, bảo vệ công nhân, phát triển kinh tế và giảm chi phí cho các gia đình người dân Mỹ để họ có cuộc sống được dễ dàng hơn." Tham dự đại hội của Đảng Dân Chủ, hầu hết các đại biểu đều rất phấn khích trước việc Mỹ có thể sẽ có một nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử và điều quan trọng đó là thành viên của Đảng Dân Chủ. Đây cũng là sự kiện nhằm củng cố đoàn kết nội bộ và truyền cảm hứng cho các đảng viên để hướng tới một chiến thắng trong ngày bầu cử vào tháng 11 năm 2024 tới. Đại biểu Audrey Blondin chia sẻ, "Chúng ta sẽ bầu ra nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến trong suốt cuộc đời. Chính vì vậy, tôi rất vui và phấn khích. Tôi rất yêu quý Tổng thống Biden và điều ông làm là một quyết định khó khăn, nhưng ông đã đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Đó là điều đáng trân trọng. Chính vì điều đó mà chúng ta sẽ có một nữ tổng thống và tôi cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có một chiến thắng lớn và điều đó sẽ rất tuyệt vời." Trong khi đó, đại biểu Wendy Bloom nói, "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Tôi là một nhà hoạt động của Đảng Dân Chủ ở bang California trong một thời gian dài. Tôi rất phấn khích khi có mặt tại đây ngày hôm nay cùng với các đại biểu khác nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris. Chúng tôi hy vọng rằng bà Harris sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Chúng tôi tham dự đại hội để có cảm hứng và sau đó sẽ gõ cửa từng nhà, nói chuyện với người dân để đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chiến thắng." Đại hội Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục diễn ra cho tới ngày 22 tháng 8 năm 2024 với các nội dung nhằm nêu bật tầm nhìn của cặp đôi Kamala Harris-Tim Walz và nỗ lực nhằm đấu tranh cho các quyền tự do của người dân Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có bài phát biểu nhận đề cử của Đảng vào đêm cuối cùng của đại hội. Sau một loạt các cuộc thăm dò trước thềm đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ tại Chicago, cho thấy bà Harris dường như đã định hình lại cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump nhận được ủng hộ mạnh mẽ trong những tuần cuối cùng trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua. Tuy nhiên, nhóm vận động ủng hộ bà Harris đánh giá rằng các cuộc thăm dò này cho kết quả ít lạc quan hơn so với các cuộc khảo sát công khai.
Ngày 19 tháng 8 năm 2024, người sáng lập Future Forward, một siêu ủy ban hành động chính trị PAC, ủng hộ bà Kamala Harris tranh cử Tổng thống Mỹ, cho biết các cuộc thăm dò ý kiến do tổ chức này thực hiện cho kết quả ít lạc quan hơn so với các cuộc khảo sát công khai. Bà Harris đang dẫn đầu cho một cuộc thăm dò toàn quốc của tổ chức 538 với tỷ lệ ủng hộ 46,6% so với 43,8% dành cho ông Trump, đồng thời dẫn trước một số cuộc thăm dò tại các bang chiến địa. Trong khi đó, phát biểu tại một sự kiện do Viện Chính trị thuộc Đại học Chicago tổ chức, Chủ tịch Forward Future Chelsea Marklin cho biết siêu ủy ban này đã huy động được hàng trăm triệu đô la Mỹ ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Rochester, Pennsylvania, Mỹ ngày 18 tháng 8 năm 2024. Một loạt cuộc thăm dò trước thềm đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ tại Chicago cho thấy bà Harris đã định hình lại cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump nhận được ủng hộ mạnh mẽ trong những tuần cuối cùng trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua. Theo đó, bà Harris đang dẫn đầu cho một cuộc thăm dò toàn quốc của tổ chức 538 với tỷ lệ ủng hộ 46,6% so với 43,8% dành cho ông Trump, đồng thời dẫn trước trong một số cuộc thăm dò tại các bang chiến địa. Trong khi đó, phát biểu tại một sự kiện do Viện Chính trị thuộc Đại học Chicago tổ chức, Chủ tịch Forward Future Chelsea Marklin cho biết siêu ủy ban này đã huy động được hàng trăm triệu đô la Mỹ ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Forward Future đã tiến hành một chiến dịch thăm dò rộng rãi, trong đó tạo ra hàng trăm quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của bà Harris và khảo sát ý kiến của khoảng 375.000 người. Theo ông Marklin, hiện nhóm này còn ít nhất 250 triệu đô la Mỹ để chi tiêu thúc đẩy các kế hoạch vận động bầu cử. Ông Marklin cho biết Future Forward nhận thấy số lượng lớn cử tri ủng hộ bà Harris trong nhóm người trẻ tuổi thuộc cộng đồng da màu và đã mở rộng tới các bang thuộc vùng vành đai mặt trời như là Nevada, Arizona, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Theo ông Marklin, bà Harris phải giành chiến thắng ở một trong ba bang Pennsylvania, North Carolina hoặc Georgia để trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Ông Marklin cũng cho rằng bà Harris cần đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể hơn để thu hút các cử tri, theo đó chú trọng giải quyết các mối quan tâm của công chúng. Có thể thấy gần vào những chặng cuối thì cuộc đua vào Nhà Trắng càng trở nên nóng bỏng. Chỉ mới ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc, Đảng Dân Chủ đã cho đối thủ thấy khá rõ nét việc nội bộ luôn đồng tâm hiệp lực bảo vệ và ủng hộ cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuy nhiên, không thể vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng. Bà Harris cần phải luôn giữ cái đầu lạnh, phải cần đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể, hiệu quả hơn nữa để tránh những rủi ro bất lợi, cản bước và thu hút được các cử tri cho mình. Gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng muộn, nhưng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang giúp Đảng Dân Chủ lật ngược tình thế trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Không chỉ thu hút được số lượng lớn người ủng hộ, bà Harris còn được nhiều nhân vật khét tiếng, tầm cỡ, hậu thuẫn. Một trong những người không thể không nhắc đến, Tổng thống Mỹ Joe Biden. Không chỉ âm thầm hỗ trợ, ông Biden còn công khai ra mặt vận động tranh cử cho bà Harris. Điển hình mới đây là cuộc meeting được tổ chức ngay ngoại ô Washington DC và cùng nhau công bố thỏa thuận lịch sử về giá thuốc. Cuộc meeting diễn ra để kỷ niệm thỏa thuận mới được chính quyền Biden công bố nhằm giảm giá của 10 loại thuốc kê đơn phổ biến cho hàng triệu người Mỹ. Mỹ đã thương lượng giảm giá của 10 loại thuốc kê đơn bán chạy nhất được Medicare sử dụng xuống tới 79%, hy vọng tiết kiệm được 6 tỷ đô la Mỹ trong năm đầu tiên. Các mức giá mới sẽ có hiệu lực vào năm 2026. Chính quyền hy vọng rằng việc tiết kiệm này sẽ làm dịu sự tức giận của người Mỹ về giá cả cao, một mối quan tâm hàng đầu khi bước vào cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 năm 2024. Nhà Trắng cho biết khoảng 2.300 người đã tham dự buổi meeting tại Upper Marlboro, bang Maryland, một thành trì của Đảng Dân Chủ. Hơn cả việc thông báo chính sách, ông Biden đã lên tiếng ủng hộ phó tổng thống của mình và khiến đám đông đứng lên vỗ tay nhiều lần. Tổng thống Biden nói,
tôi có một người cộng sự tuyệt vời trong những tiến bộ chúng tôi đã đạt được. Cô ấy sẽ trở thành một tổng thống tuyệt vời. Bà Harris đáp lại, có rất nhiều tình yêu trong phòng này dành cho tổng thống của chúng ta. Ít lãnh đạo nào trong quốc gia của chúng ta đã làm được nhiều hơn Joe Biden trên nhiều vấn đề, bao gồm mở rộng quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giá cả phải chăng. Hàng nghìn người đã xếp hàng dưới cái nóng mùa hè để có cơ hội thấy ông Biden và bà Harris phát biểu. Video trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người vẫn đang đứng xếp hàng khi địa điểm đã đạt công suất tối đa. Đây là sự kiện mới nhất trong một loạt các sự kiện mà bà Harris đã tổ chức, thu hút đông đảo người ủng hộ, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý với nguồn năng lượng mới trong cuộc đua vào ghế tổng thống. Tuy nhiên, bà Harris phần lớn đã tránh trả lời các câu hỏi của truyền thông và chưa ngồi phỏng vấn kể từ khi trở thành ứng cử viên của đảng mình. Dữ liệu thăm dò ý kiến cho thấy sự nhiệt tình gia tăng từ những người ủng hộ bà. Một khảo sát gần đây của Cook Political Report cho thấy bà Harris đang thu hẹp khoảng cách thăm dò với cựu Tổng thống Donald Trump ở các bang Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Cử tri Vivian Strong đã chờ đợi 3 giờ để tham gia sự kiện ngày 16 tháng 8. Cô nói với BBC rằng cô hy vọng được tham gia vào một khoảnh khắc lịch sử. Cô nói, tôi cảm thấy có một cảm giác cấp bách để đảm bảo rằng bà ấy được bầu chọn. Tôi rất ghét phải có một chính quyền khác của người khác. Trước khi Tổng thống và Phó Tổng thống lên sân khấu, một số người ủng hộ đã dẫn dắt đám đông trong những tiếng hô từ Đại học Howard, trường đại học mà bà Harris đã theo học ở Washington, D.C. Nhiều người ủng hộ Phó Tổng thống đã mặc đồ màu hồng và xanh lá, màu sắc của hội Alpha Kappa Alpha, AKA, mà bà Harris là thành viên. Trong khi đó, phát biểu từ khu nghỉ dưỡng golf của mình ở Bedminster, ông Trump đã chỉ trích bà Harris trong suốt cuộc họp báo của ông, cuộc họp báo thứ hai trong hai tuần qua. Ông lập luận rằng ông có quyền tấn công cá nhân bà Harris và tập trung vào các chủ đề chính trong chiến dịch của ông, chỉ trích hồ sơ của bà về lạm phát, tội phạm và nhập cư. Ông đứng cạnh các mặt hàng thực phẩm thông thường với các biển báo cho thấy sự gia tăng chi phí trong những năm gần đây cho từng mặt hàng và đặt câu hỏi, làm sao một gia đình có thể chi trả được điều đó? Lạm phát ở Mỹ đã tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn 3 năm qua vào tháng trước, đánh dấu sự nhẹ nhõm cho người tiêu dùng. Lạm phát đã là một mối quan tâm tài chính hàng đầu đối với nhiều người Mỹ. Ông Trump nói, bạn không cần phải tưởng tượng một chính quyền của Kamala Harris sẽ như thế nào, vì bạn đang sống trong cơn ác mộng đó ngay bây giờ. Ông chỉ trích cá nhân bà Harris và nói rằng ông có thể làm vậy vì người ta đã không tử tế với ông và muốn tống ông vào tù. Trước đó, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin rằng cơ quan mật vụ sẽ bắt đầu sử dụng kính chống đạn để bảo vệ Trump mỗi khi ông phát biểu trên sân khấu tại các sự kiện tranh cử ngoài trời. Biện pháp này thường được thực hiện cho các tổng thống đương nhiệm, nhưng ngoại lệ đang được thực hiện sau vụ mưu sát nhằm vào cựu tổng thống vào tháng trước ở Pennsylvania. Cơ quan mật vụ đã từ chối bình luận về các thông tin này. Bên cạnh việc công bố thỏa thuận lịch sử về giá thuốc, cặp bài trùng này còn ra sức khen ngợi nhau, thể hiện sự đoàn kết, vui vẻ khi tổ chức sự kiện chung trước công chúng. Có vẻ như điều này đang dễ dàng lấy điểm trong mắt cử tri hơn là những đòn công kích, lăng mạ đến từ phía cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Biden và bà Harris đã lên sân khấu tại một trường cao đẳng cộng đồng ở bang Maryland để thảo luận về nền kinh tế cũng như quảng bá kế hoạch mới của chính quyền nhằm giảm giá thuốc theo đơn được chỉ định cho người Mỹ tham gia Medicare. Ngày 15 tháng 8 năm 2024, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã thể hiện sự đoàn kết, vui vẻ khi họ tổ chức sự kiện chung đầu tiên trước công chúng kể từ khi bà Harris thay thế ông Biden làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Những tiếng hô vang, cảm ơn Joe vang lên từ khán giả tại một trường cao đẳng cộng đồng ở vùng ngoại ô Maryland bên ngoài Washington. Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã công bố một thỏa thuận lớn nhằm giảm giá thuốc cho những người về hưu tham gia các chương trình phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, ngôi sao lớn nhất vẫn là Phó Tổng thống của ông Biden, người đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi đoàn kết Đảng Dân Chủ và tỷ lệ ủng hộ tăng vọt trong các cuộc thăm dò ý kiến so với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump kể từ khi bà tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.
Bà Harris, 59 tuổi, sẽ chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ tại Đại hội Đảng ở thành phố Chicago vào tuần tới. Thỏa thuận về giá thuốc sẽ giúp giảm chi phí cho những người về hưu đối với 10 loại thuốc chính, bao gồm các phương pháp, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, suy tim và cục máu đông. Người dân Mỹ đã phải đối mặt với giá thuốc theo toa cao nhất thế giới, khiến nhiều người phải tự chi trả ít nhất một phần tiền túi của mình, mặc dù phí bảo hiểm ở mức rất cao. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2024, theo giờ địa phương, bà Harris sẽ lần đầu tiên trình bày chi tiết về chương trình nghị sự kinh tế của mình. Phó Tổng thống da màu và Nam Á đầu tiên của Mỹ dự kiến sẽ phần lớn tuân thủ chương trình nghị sự kinh tế của ông Biden, trong khi cố gắng tạo ra sự khác biệt, tránh sự phẫn nộ của cử tri về tình trạng lạm phát tăng vọt sau đại dịch COVID-19. Hiện tại, Phó Tổng thống Kamala Harris đang được xem là nhân vật sáng giá có thể đại diện cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 và đang đứng rất gần với cơ hội ghi tên mình vào lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, đối thủ nặng ký của bà Harris là ông Donald Trump cũng không hề kém cạnh. Ông ấy đang đẩy mạnh các hoạt động tranh cử để mau chóng lật đổ bà. 4 năm trước, bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người gốc Á đầu tiên, người gốc Phi đầu tiên trúng cử chức Phó Tổng thống Mỹ. Vào thời điểm đó, truyền thông Mỹ đã gọi bà với cái tên là người phá vỡ mọi rào cản. Giờ đây, bà Harris đứng trước ngưỡng cửa tiếp tục làm nên lịch sử khi ông Biden đã tuyên bố rút lui khỏi nỗ lực tái tranh cử và công khai ủng hộ phó tướng. Nếu bà Harris được Đảng Dân Chủ lựa chọn làm ứng viên Tổng thống, bà sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên được một chính đảng lớn đề cử. Nếu giành chiến thắng trước ông Trump, bà còn có thể trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ. Bà tuyên bố, "Tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống và ý định của tôi là giành được đề cử từ Đảng Dân Chủ." Tuy nhiên, dù nhận được sự ủng hộ từ ông Biden, bà Harris vẫn chưa chắc suất trở thành ứng viên Đảng Dân Chủ. Giờ đây, việc lựa chọn ứng cử viên sẽ tùy thuộc vào các đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, dự kiến được tổ chức trong tháng tới. Trong khi các đồng minh của bà Harris đang tìm cách thúc đẩy sự ủng hộ cho Phó Tổng thống, một số đảng viên Đảng Dân Chủ đã chưa lên tiếng hoặc không ủng hộ và kêu gọi một quy trình đề cử mở để các ứng viên khác có thể tham gia cuộc đua. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ James Harrison cho biết trong một tuyên bố rằng trong những ngày tới, đảng này sẽ thực hiện một quy trình minh bạch và có trật tự để chọn ra một ứng cử viên có thể đánh bại ông Donald Trump vào tháng 11 năm 2024. Về mặt nguyên tắc, bà Harris là người kế thừa tấm vé với tư cách là liên danh tranh cử cùng ông Biden. Chiến dịch Biden-Harris hôm 21 tháng 7 năm 2024 đã chính thức sửa đổi hồ sơ với Ủy ban Bầu cử Liên bang để đổi tên thành bà Harris cho chức Tổng thống. Ủy ban cũng đã đệ trình một lá thư cho Ủy ban nêu rõ rằng Phó Tổng thống Harris hiện là ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2024 và từ đó sẽ tiến hành các hoạt động tranh cử chỉ để hướng tới chức vụ đó. Cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy bà nhận được sự ủng hộ nhiều hơn so với các ứng viên tiềm năng khác của Đảng Dân Chủ nếu đối đầu với ông Trump. Giới quan sát nhìn nhận, trong nhiệm kỳ Phó Tổng thống, bà Harris đối mặt với những thách thức liên quan tới chương trình nghị sự về quyền bầu cử và ngăn chặn làn sóng người di cư bất hợp pháp. Sự thể hiện của bà trong 4 năm qua được đánh giá là chưa quá thuyết phục. Nhưng trong những tuần gần đây, kể từ màn tranh luận vào tháng 6 năm 2024 của ông Biden, bà Harris đã bắt đầu ổn định, trở thành người đại diện chủ chốt cho chiến dịch tái tranh cử khi ông Biden đối mặt với những áp lực bủa vây. Các đồng minh của bà Harris lập luận rằng phần lớn những lời chỉ trích nhằm vào bà là kết quả của sự phân biệt đối với nữ phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Họ cho rằng bà Harris giờ đây đã có thể thể hiện mình rõ ràng. Ngày càng nhiều quan chức và nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ đã bày tỏ sự ủng hộ bà Harris, bao gồm vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng như các ứng cử viên Thượng viện của Đảng Dân Chủ, bao gồm Andy Kim từ New Jersey, Angela Anso-Brooks từ Maryland và Thượng nghị sĩ đương nhiệm Tammy Baldwin của Wisconsin. Dimitri Mehorn, một chiến lược gia nổi tiếng của Đảng Dân Chủ, đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ bà Harris. Ông nói, bà Kamala Harris là hiện thân của giấc mơ Mỹ, con gái của những người nhập cư. Bà cũng là biểu tượng của sự cứng rắn vươn lên từ Oakland, California để trở thành tổng trưởng lý của bang.
Với việc ông Biden rút lui, tôi sẽ ủng hộ bà Harris làm tổng thống. Có thể thấy bà Harris vô cùng khôn khéo và cẩn trọng trước đường đi nước bước của mình. Dù còn khá nhiều điểm yếu lớn trước tay đua kỳ cựu Donald Trump, nhưng con đường vẫn còn dài, vẫn sẽ còn nhiều biến số đang chờ đón.